nguyên nhân bị lừa dối. Robertson à, sắp đến làng vô danh rồi, ông chuẩn bị đi. Tôi biết rồi, mau đi đi. À được rồi, chờ một chút, tôi mót quá. Tôi cũng muốn đi nữa. Tôi nghe nói ông Bá Hộ Dương ở trong làng có thể nói là một người giàu có nhất vùng đó. Vậy thì cố gắng kiếm một mớ đi. Tôi lên chạy của ta rồi nè. À, xin lỗi. Thiệt là đẹp quá. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy viên ngọc nào lớn như vậy. Ông chủ à, viên ngọc dạ Minh Châu này chí ít cũng đáng 100 lượng vàng. Triệu đại gia, không phải là tôi không muốn giúp ông. Ông cũng biết đó, mấy năm nay đời sống khó khăn, không có ai rảnh rang đâu mà chơi những cái thứ này. Vậy ông chủ Dương thử định xem nó bao nhiêu. 30 lượng. Ngoài tôi ra, sợ là không có ai dám bỏ một số tiền lớn như vậy đâu. Nhưng mà đây là báu vật gia truyền của tôi, ông trả thêm chút nữa đi. Được rồi, người tốt nói sao làm vậy, đừng có kỳ keo nữa. Ai bảo tôi học chi việc buôn bán để phải chịu lỗ vốn nhiều như vậy. Lão gia, lão gia không xong rồi. Người la lớn vậy làm cái gì? Trong làng có một người ngoại quốc đến, nghe nói hắn sẽ mua tất cả những báu vật quý giá trong làng với số tiền rất cao. Việc này có gì đâu mà kinh ngạc chứ hả? Nhưng mà người ta sẽ cạnh tranh buôn bán với mình đó lão gia à. Cạnh tranh hả? Ta thấy mình có cơ hội tốt để phát tài đó. Sư huynh, huynh coi ông Tây kìa. Ủa, đã lâu rồi không thấy người ngoại quốc đến làng này đó. Chúng ta lại đó coi ổng đi sư huynh à. Quan Hỷ à, huynh thật sự chịu thua đệ rồi đó. Chúng ta đi thôi. Tiên sinh Robertson có thể nói là một hoàng tộc ở quê của ông. Tại sao các người lại đem ra chi mấy cái thứ hư nát vậy? Tại sao người ngoại quốc lại lấy tên là Robert vậy? Không được vô lễ như vậy. Nếu có bất cứ báu vật nào cao giá thì tiên sinh Robertson sẽ thâu vào giá cao hơn. Vậy thì các người tìm được món đồ tốt rồi. Ý của đại gia có phải ông có không? Tất nhiên là ta có rồi. Nhưng tôi muốn mời hai vị đến cửa hiệu của tôi để nói chuyện, được không? Được thôi. Cô nói cái gì? Người ngoại quốc chịu bỏ ra 100 lượng vàng mua viên ngọc dạ Minh Châu của Diêm Vương ngoại à? Đúng vậy đó. Ông ta còn nói là không có đem theo số vàng lớn như vậy. Sau này dùng chi phiếu trả 90 lượng. Nghe nói số tiền Tây đó bằng 200 lượng đó. Thanh Thanh nhất định sẽ rất vui đó. Ê, Tương Hòa, con mau đem cái này cho Dương Viên ngoại, mai ra còn kịp. Con nói với ông ấy là cái này trước kia là do một vị linh mục người ngoại quốc tặng cho sư phụ. Vị linh mục đó nói với chúng tôi rằng tuy cái này không có giá trị, nhưng nó lại là một vật kỷ niệm. Là một vật kỷ niệm hả? Sư phụ, tại sao sư phụ lại cho rằng Dương Viên ngoại bị lừa? Người có lòng tham thì xưa nay rất dễ bị lừa. Xem kỹ ra, quả thật thì có chút gì đó không giống lắm thì phải. Bị người lừa có khi đó chỉ là chuyện nhỏ. Đáng thương nhất của con người là chính mình tự lừa mình. Phúc ơi, mau đuổi theo bắt hai cái tội lừa gạt ta dạy lại cho lão già. Chỉ có buông bỏ hư vọng, tham cầu, đối xử thật lòng với người mới có thể không lừa người và không bị người lừa. Để ta giữ cho của ta, để ta giữ của ta, của ta, của ta, của ta, bỏ ra của ta. À không được, của ta mà. Ồ dạ, đồ giả.